Anh uống gì? Anh Đông Phong thưa quý vị. Mình là Mến, Vũ Văn Mến. Mến, anh cứ trêu em Mến là Mến thế nào? Mến là em biết. Anh Mến ấy là nhận dạng rất rõ ràng, đầu trọc. Đấy, thích uống rượu rồi là trồng rau nuôi cá này kia. Còn anh Đông Phong anh No, tôi là Mến. Thì thưa quý vị thân mến, cho dù là Mến hay là Đông Phong thì đây cũng là một gương mặt rất là quen thuộc trên sóng VTV của chúng ta với những bộ phim truyền hình vừa qua. Diễn viên Doãn Quốc Đạt, khách mời chuyển động 24 giờ ngày hôm nay, bắt tay anh ạ. Chào anh. Vâng, xin chào quý vị khán giả của chương trình chuyển động 24 giờ. Diễn viên Doãn Quốc Nam trước đây được biết đến trong nhiều vai diễn ấn tượng như Trần Tú trong Người Phán Xử, Cảnh trong Quỳnh Búp Bê, gã biến thái Fedora trong Mê Cung. Mặc dù chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng những gì anh để lại đó là lối diễn tự nhiên, hoạt bát và đa sắc của mình. Tôi và ông thống nhất như thế nhá. Trong năm 2021, anh đã tham gia tổng cộng 5 bộ phim trên sóng truyền hình và mỗi vai diễn đều để lại những dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Điều này khiến khán giả ví von anh với cái tên Tắc Kè Hoa của phim truyền hình Việt. Hai đứa nó mới đối đầu với nhau, cháu đánh nó đâu. Vừa rồi cái phim gần nhất mà cũng vừa mới kết thúc nói lời chia tay với khán giả truyền hình, đấy là phim Phố Trong Làng. Nhìn lại hành trình của bộ phim đấy, anh có cảm thấy ưng ý hay không? Bây giờ nó kết thúc rồi. Ở Mến thì cũng có rất nhiều những cái đoạn mà mình tự cảm thấy là nó cũng chưa được tốt cho lắm. Ví dụ như mọi người thấy ở những cái đoạn mà như cảnh tình cảm giữa hai bố con. Tình ơi! Về với bố với mẹ con đây! Cả làng yêu con! Bố mẹ yêu con, chú yêu con! Phim Phố Trong Làng là vừa làm vừa phát. Có những cái hôm mà trời rất là lạnh, cực kỳ lạnh và mình với cả Duy Hưng phải nhảy xuống ao cố gắng để đẩy cảm xúc, nhưng vì thực sự là nó quá rét. Lúc đầu ấy thì không ai tính, mình chỉ tính là thể chỉ ở trên bờ thôi, xong gào khóc vật vã ở trên bờ thôi. Nhưng mình thấy là thực ra nó không đủ, nó không đầy về cái tâm lý. Có những cái đúp đầu nước mắt chảy ra rất tốt, thế nhưng mà tại sao mà máy không bắt được, bởi vì cộng hưởng với là ngụp lặn ở dưới nước thì là nó thứ nhất là nó làm cay mắt, và thứ hai là cái nước mắt của mình nó hòa lẫn cùng với cả cái nước ao, cho nên không nhìn thấy ra nó là nước mắt. Thì mình nghĩ rằng nếu như mà có thể quay được kỹ hơn, hoặc là có thể mình diễn tinh tế hơn một chút nữa, thì có thể sẽ đẩy để cho người ta xem được những cái cảm xúc đấy. Thời tiết ấm hơn ấy, làm thì nó sẽ rất là sướng. Em cũng được biết ấy, là vai Mến ban đầu trong kịch bản gốc với cả vai Mến mà thực sự khán giả nhìn thấy trên truyền hình nó có những điểm thay đổi. Thường ấy thì mình có hay có cái này, cái ví dụ như mình đi ngoài đường là có một con người nào đấy ở ngoài mà tự nhiên nó có một cái gì nó đặc biệt thì nó khiến cho mình cứ bị lưu lại trong đầu. Ví dụ hôm nay có một cái tật nháy mắt nói ngọng hay là có một cái gì đấy thì bao giờ mình cũng nốt lại. Thì đến cái nhân vật Mến này cũng vậy, thì cái việc cạo đầu ấy thì nó không có trong kịch bản. Nói ra thì đạo diễn cũng không đồng ý lắm, vì là cũng không muốn là nhân vật nó lại méo mó vẹo vọ rồi nó đến mức như thế. Mọi người bảo là chỉ cắt đầu 3 phân thôi, nhưng mình quy định luôn là cái nhân vật này nó là đẻ ra bị nấm đầu hay bị cái gì đó, tức là bẩm sinh từ bé là không có tóc, chứ không phải là cái anh này anh thích cạo đầu trọc. Tức là có câu chuyện đằng sau cái đầu trọc. Đúng rồi, mới lấy tất cả những cái chi tiết từ cái đấy ra để mình tắp vào cho cái nhân vật đấy. Rồi những cái lời thoại thì đương nhiên là mình có được nghe từ cái việc là khi mình đi quay ở các cái vùng khác nhau thì nghe dân người ta nói chuyện. Hoặc là có thể nếu mà nó đã ấn tượng trong đầu mình rồi thì là đến một cái thời điểm nào đấy, trong cái hoàn cảnh nào đấy mình sẽ tính toán là có nên đưa vào hay không, để đưa vào nó có hiệu quả hay không và nó có thực tế hay không. Tất nhiên là mỗi người sẽ có một cách tích lũy khác nhau, nhưng mà đấy, hôm nay anh Doãn Quốc Nam chia sẻ rất là cụ thể cách anh ấy tích lũy như nào, đưa đi cái gì vào nhân vật Mến. Cái đấy chắc là anh cũng đã ghi nhận được cái cảnh say thuốc lào từ đâu đấy đúng không? Cái đoạn đấy chính đạo diễn không nghĩ là sẽ làm để mình say thuốc lào, mà là chỉ bảo là ở trong cái bối cảnh cái quán đấy thì mới nói là họa sĩ đâu, tại sao ở trong cái quán nước chè như này không có nổi một cái điếu cầy. Tức là cũng chỉ để vào đấy thôi, nhưng mình thì có một cái này, các anh ấy muốn hình là trong trên cái màn này phải có một cái gì nó đỡ trống. Thế mình mới nói luôn là các anh đừng để cái gì trên bàn, để trên bàn là em diễn. Anh để bất kỳ một cái gì là em sẽ diễn với cái đấy. Chứ đừng nghĩ là để một cái đấy vào đấy để cho đẹp. Đối với em là đẹp nhưng nó phải có tác dụng trong cái phân đoạn đấy. Còn nếu không bỏ. Theo như em quan sát thì cái năm vừa qua, năm 2021 ấy, có thể nói như là một năm mà đổi màu diễn, đổi màu vai của diễn viên Doãn Quốc Đam, khi mà trước đó một loạt những vai diễn của anh thường là những vai mà bậm trợn, giang hồ. Đến những cái vai diễn của năm nay thì có vẻ như là nó thuần hơn. Tại sao lại có cái sự thay đổi đó? Nó có nằm trong cái kế hoạch hoặc là cái định hướng gì của anh hay không? Mỗi một cái nhân vật mình phải cố gắng làm sao để làm cho nó khác đi so với những nhân vật trước. Mình không dám khẳng định là nó sẽ thành công. Mình chỉ có là
cố gắng để làm sao nó thực nhất và mình không cảm thấy là bị hối hận. Cái chuyện mà phải thay đổi mình nghĩ đó là cái chuyện đương nhiên thôi. Nếu như anh còn muốn đi xa, còn nếu mà chỉ muốn an toàn thì anh chỉ đi được gần. Mình nghĩ là trong cái vũ trụ này thì không có cái gì nó là giới hạn cả. Kể cả là cái khả năng, tài năng của con người nó là rất là vô biên. Cái quan trọng là mình đã khám phá được ra nó hay chưa. Giống như việc là bây giờ có những cái vai mà mình bảo thử đi, phải thử đi. Thất bại cũng được, hỏng cũng được. Nhưng để biết là mình không thể làm được đúng không? Tại sao mình không làm được? Mình muốn làm được nó thì mình phải cần thêm những cái gì? Rồi biết đâu một ngày trong cả cuộc đời diễn viên mình còn dài sẽ lại va lại một cái vai như thế và tôi đã có cái kỹ năng rồi. Nếu như chọn một vai nào đấy anh cảm thấy ưng ý nhất trong tất cả những vai anh từng làm thì đó là vai nào, trong phim nào, tại sao? Nếu mà nói như thế thì hiện tại mình đang phân vân giữa hai vai. Thế nhưng mà sẽ thiên về cái vai Fedora của Mê Cung nhiều hơn. Vì ở đó là mình phải diễn hai trạng thái. Thì mình diễn một nhân vật, tức là hai anh em sinh đôi. Thì một người là bị tâm thần phân liệt và một người là bị tự kỷ ám thị. Cái nhân vật đó là cái nhân vật mà nó khiến cho mình khoảng hơn một tháng rời cứ ở trong trạng thái rất khó chịu. Trước khi quay ấy, lắm lúc mà người nhà đi về không hiểu là mình cứ lang thang, mình đi ở trong sân để làm cái gì. Thế rồi thực ra là anh làm gì? Chỉ để tập một cái dáng đi, tức là diễn xuất nhập tâm. Diễn để có nghĩa là lúc đấy là diễn viên không phải diễn bằng kỹ thuật nữa, mà là sẽ sống trực tiếp với cái nhân vật đấy luôn. Có thể sống vài tháng với cái nhân vật đấy. Thưa quý vị, tại sao chúng tôi lại chọn quán cà phê này? Bởi vì quý vị thấy đấy, khung cảnh rất là quen. Bộ phim Thương Ngày Nắng Về là ghi hình ở đây. Đây là nơi mà Đông Phong và Vân Vân trong phim là gặp nhau đúng không anh? Đấy, và ở đây thì với bối cảnh này nhiều khán giả cũng sẽ nghĩ ngay đến một cái gợi ý nho nhỏ trong phần ngoại truyện của Thương Ngày Nắng Về. Đây, đưa đây. Ai chà chà, châu già thích gặp cỏ non. Cỏ non của anh Phong, phần 2 là ai nhỉ? Anh có thể bật mí một chút không về phần 2 của Thương Ngày Nắng Về? Chắc là nhiều khán giả sẽ tò mò. Chắc là nó cũng không khó đoán đâu. Mọi người cũng ngầm đoán ra rồi. Phần 2 là sẽ có những cú tweet như thế nào, yêu đương ra sao. Thì sau này, ở trong phần sau thì cái anh Đông Phong này nó sẽ dí dủm hơn một chút xíu. Và nó hơi kiểu ngộ nghĩnh trẻ con một tí. Đáng yêu, nó rất là đáng yêu. Ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe giọng ca của anh Đoạn Bước Đàm đó, cùng với gia đình Thương Ngày Nắng Về trong một đoạn clip sau đây. Còn bây giờ anh hãy nói một điều gì đó đi với khán giả, những người yêu thương anh, yêu thương vai diễn của anh. Năm nào cũng nói lời cảm ơn thì năm nay cũng vẫn là một lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến tất cả những khán giả đã yêu mến Đoạn Bước Đàm cũng như những sản phẩm từ trước đến nay. Và cái sự yêu mến, tin tưởng của khán giả sẽ là cái động lực thôi thúc cho mình sẽ cố gắng hết mình. Và nhân dịp mà đầu xuân năm mới, năm Nhâm Dần, kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ, mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình.